cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục thanh trang các một quý vị theo dõi chương trình thứ bảy của trung tâm truyền giáo Việt Nam thực hiện tại vùng bắc vừa chia nhà Kính thưa quý khán thính giả, tôi là Nguyên Lê. Trong chương trình phát hình hôm nay, tôi xin đưa ra những thắc mắc về thường học. Ví dụ, làm sao một người chỉ cần tin vào Chúa Giêsu là đứng cứu thế, thì người đó được sống đời đời. Làm thế nào Ngài có thể bôi xóa tất cả tội lỗi của tôi? Làm thế nào khi tôi chết, tôi được về sống trên thiên đàng? Và sau cùng, lời hứa về sự cứu rỗi đó của Đức Chúa Trời có giá trị đời đời hay không, dù tôi vẫn tiếp tục phạm tội? mà không ăn năn. Hôm nay trong chương trình Hạnh phúc từ đâu, chúng tôi có mời anh Trương Quang Thành của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam đến với chúng ta để thảo luận về vấn đề này. Kính chào anh Thành, kính chào quý khán thính giả. Trong sách Sáng thế ký chương 12, Đức Chúa Trời bảo ông Abraham hãy ra khỏi quê hương, ra khỏi nhà cha của mình mà đi đến xứ Chúa sẽ chỉ cho. Ông Abraham vâng lời, ông bỏ Ur và đi vào vùng đất lạ mà Đức Chúa Trời chỉ cho ông. 10 năm trôi qua, ông Abraham đã 85 tuổi, vẫn chưa có con. Ông thất vọng hoàn toàn, đến nỗi ông định lập tôi tớ của mình là Ele -e làm con nuôi để nối nghiệp ông. Nhưng Chúa phán rằng, ngươi hãy ngó lên trời và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng, dòng dõi ngươi cũng sẽ đông như vậy. Abraham tin Đức Jehovah thì ngài kể sự đó là công bình cho người Thưa anh, đó là việc xảy ra hơn 2.000 năm trước Công nguyên trong thời tương ước kinh thánh ghi rằng vì Đức Chúa trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của ngài hầu hết ai tin con ấy không bị hư mất mà được sống đời đời đức tin này với đức tin của Abraham có giá trị giống như nhau không nghĩa là đức tin là điều kiện duy nhất để người tin có được sự sống đời đời như ông Abraham chỉ cần tin mà được trở thành người công bình hay không. Kính chào anh Nguyên. Kính chào quý vị. Kinh thánh cho biết Đức Chúa Trời xem Abraham là công bình chỉ vì ông ấy tin vào Đức Chúa Trời. Abraham không làm gì cả. Abraham không xứng đáng làm người công bình. Abraham không có làm gì mà tôn giáo đòi hỏi như thờ phượng hay cúng tế. Abraham chỉ tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời là sẽ ban cho ông có con. Trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký chương 15 câu 6, giúp chúng ta hiểu rõ ràng chính xác về ý nghĩa của sự vận hành của chương trình cứu chuộc mà Đức Chúa Trời dành cho loài người. Tại sao tôi nói như vậy? Xin mời quý vị hãy nghe Paulo giải thích cho chúng ta qua lá thư gửi cho Hội Thánh Roma. Thật thế, nếu Abraham đã được xưng công bình bởi việc làm, thì ông có cớ khoe mình nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy vì Kinh Thánh có dạy chi Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người Chữ quan trọng trong câu kinh văn này là được kể là trong tiếng Anh bản NAV được dịch là credit trong bản King James thì được dịch là quoted trong tiếng Hy Lạp chữ này là logic Chữ này được dùng trong giới tài chính, ngân hàng hay trong kế toán. Nó có nghĩa là ký thác hay deposit tiền vào tài khoản ngân hàng của một người nào đó. Thật là buồn, tôi và quý vị không có cái gì để gửi vào ngân hàng tâm linh của mình trên thiên đàng. Vì tội lỗi của chúng ta, cơn giận của Đức Chúa Trời tách rời chúng ta với Ngài và mọi người sẽ sống đời đời trong quả ngục. Nhưng tin tức tốt lành đến khi Đức Chúa Giêsu -xu xuống thế gian, Đức Chúa Trời ban cho loài người, cho tôi và cho chúng ta một lời hứa về sự cứu rỗi. Lời Chúa phán như sau: "Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu." Chúng ta hãy nghe lời Chúa Giêsu đã hứa: "Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thành nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Chúng ta lại nghe một lời hứa nữa được ghi trong công vụ chương 16 câu 31. Hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu rỗi. Khi chúng ta tin vào lời hứa của Chúa về sự cứu rỗi giống như Abraham tin vào lời hứa về đứa con. Đức Chúa Trời sẽ xem, sẽ kể chúng ta như là người được cứu, như Đức Chúa Trời đã đối xử với Abraham trong Sáng Thế Ký, chương 15 câu 6. Kính thưa anh, tôi biết rằng bất cứ người nào tin nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế của mình, thì theo Kinh Thánh viết, người đó sẽ được sự sống đời đời, nghĩa là người đó được cứu. Câu hỏi quan trọng nhất là cơ đốc nhân có thể nào mất đi sự cứu rỗi, mất tình trạng được xem là công bình hay không, nghĩa là sự sống trên thiên đàng mà Chúa hứa có được bảo đảm đời đời hay không. Thưa anh, bốn chữ bảo đảm đời đời, thật ra bốn chữ này không có trong kinh thánh. Nó là một kết luận tổng hợp rút ra từ chân lý thần học mà người ta tìm ra từ kinh thánh. Tôi xin nêu ra một số câu kinh thánh để chúng ta hiểu rõ ràng hơn. Thứ nhất là trong văn chương 5 câu 24 lời Chúa phán như sau: Quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, xong vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Câu thứ hai được chép trong sách Tin lành văn chương 3 câu 36: Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thành nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Câu thứ ba được chép trong tin lành văn chương 6 câu 47. Quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi hả ai tin thì được sự sống đời đời. Thưa quý vị, chúng ta không thể mất sự cứu rỗi hay mất sự bảo đảm đời đời vì nó không xuất phát từ chúng ta hay từ việc làm của chúng ta nó là việc làm của Chúa Giêsu đã hoàn thành trên cái thập tự và việc này không thể thay đổi được. Đến đây tôi vẫn còn thắc mắc. Tôi đồng ý là tôi sẽ có sự sống đời đời nếu tôi tin Chúa. Nhưng vấn đề là Chúa có thể lấy lại ân điển đó hay không? Nói cách khác, cơ đốc nhân có thể mất sự sống đời đời nếu Chúa muốn phải không? Cảm ơn anh Nguyên. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải dùng kinh thánh. Tôi xin quý vị để đến câu Kinh Thánh trong sách Roma chương 8 câu 1 lời Chúa phán như sau. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Câu Kinh Thánh này cho biết không có sự đoán phạt, không có sự phán xét của Đức Chúa Trời về tội lỗi của chúng ta khi chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Như vậy có phải câu kinh văn này cho rằng sẽ không có vấn đề gì nếu tôi bê bối, phạm tội. Tôi sẽ nói thêm gì nữa khi nó quá rõ ràng rồi. Chúa đã nói không đoán phạt, tức là không đoán phạt. Cớ sao chúng ta lại thắc mắc? Bây giờ xin mời quý vị nghe câu kinh thánh trong sách Tin lành văn chương 10 từ câu 27 đến câu 28 lời Chúa Giêsu phán như sau chiên ta nghe tiếng ta ta quen nó và nó theo ta ta ban cho nó sự sống đời đời nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta Chúa Giêsu cho biết một khi chúng ta thành chiên của Chúa chúng ta được cứu cho hết đời tức là đời đời thưa quý vị nếu chúng ta không làm gì hết để được cứu thì bây giờ chúng ta dù có làm gì cũng không làm cho nó mất đi. Đây là ân điển của Đức Chúa Trời do chính Ngài ban cho lúc đầu và đã ban cho rồi. Chúa không hề công bố là Chúa sẽ lấy lại trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta hallelujah về điều đó. Thật tình mà nói, cá nhân tôi, tôi cần có một ân điển cứu rỗi như vậy, một sự cứu rỗi bảo đảm đời đời mà tôi không xứng đáng nhận lãnh với những lý do sau đây bởi vì tôi biết nếu Đức Chúa Trời ban cho tôi một loại cứu rỗi khác mà có thể làm mất thì chắc chắn tôi không được cứu vì tôi đã bê bối nhiều lần trong suốt bao năm tháng tôi đi với Ngài. Tôi sinh ra là như vậy rồi và tôi nghĩ rằng bạn cũng không khác gì với tôi. Chúng ta có khuynh hướng phạm tội, khuynh hướng làm điều không tốt, suy nghĩ đến những cái không tốt nếu Satan có khả năng cám dỗ ông Adam và bà Eva phạm tội ăn trái cấm, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ dễ dàng bị sa ngã, bị mất sự cứu rỗi vì đã phạm tội hay vướng vào tội lỗi như họ. Thật phước hạnh thay, Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, Ngài hiểu chúng ta quá rõ ràng để ban cho chúng ta một con đường, một phương cách, một chương trình về thiên đàng mà chúng ta không thể làm xáo trộn hay tự hủy hoại mình. Cảm tạ Chúa, ngợi khen Ngài. Tới đây chúng ta đều nắm chắc chân lý là Đức Chúa Trời đã xem chúng ta là công bình. Nếu chúng ta thật sự đến với Chúa Giêsu, tin nhận Ngài là Chúa cứu thế của mình, chúng ta sẽ không bao giờ mất sự cứu rỗi. Amen. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn nên chúng tôi phải chấm dứt cuộc trò chuyện tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong lần phát hình lần sau để tiếp tục trình bày với quý vị những thắc mắc về sự cứu rỗi được bảo đảm đời đời xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị lần sau